Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay bên cửa hàng Tùng Nguyễn Audio có review là 5 mẫu phân tần khác nhau mà hàng ngày nhà em lên đường với các cấu hình khác nhau. Thì hôm nay em có review để cho các bác lựa chọn phân tần. Đối với hai dòng này là hai đôi giống nhau. Phân tần này là chạy phun đơn bát 25 hoặc bát 30 công suất nhỏ. Các bác khi mua phân tần này đọc mã cho em là phân tần BL-1, chạy một chở nhôm, ba con tụ màu trắng sữa BL, bóng cầu trì và hai cuộn đồng. Đường hàn của nó thì một bát, một chép, đi là đường vào. BL-1, nhìn mẫu phân tần thì các bác biết là chất âm của nó cực kỳ tốt, hàng rất là xịn các bác nhé, hàng của PL. Và một đôi mạch phân tần phun đơn bát 30 hoặc là 40 côn 76, V kẹt là bát, T là tép, bóng cầu trì đây. In là đường vào. Các mẫu phân tần này hàng ngày em lên đường nên em giới thiệu sơ qua để cho các bác lựa chọn. Phân tần này có mã là F2A, phun đơn bát 30, bát 25 công suất lớn hoặc bát 40 công suất nhỏ. Đấy, F2A. Còn đây là một mẫu mạch phân tần có mã là SRX715. Phân tần này dành cho loa bát 40, bát 50, đánh tép côn 75, chở sứ hình yên ngựa và rất là nhiều các cái cuộn đồng và tụ của nó là màu vàng. Phân tần này mạch màu xanh nước biển có mã là SRX715. Đối với dòng này các bác có thể là nâng cấp phiên bản cao hơn thì là lấy một con phân tần có mã là ZT-10 nhá. Khi đặt hàng phải đọc mã sản phẩm thì em mới lên đơn thành công. Đây là một con đường bát và một đường chép, chạm của nó là chạm nhún. Con này nó cao cấp hơn hẳn tất cả toàn phân tần ở trên thị trường. Tụ của nó là màu bạc, tụ của nó màu bạc, chở sứ và nó sẽ có một cái mạch chống cháy tép ở đây. Bên nhà máy sẽ làm đi liền với bộ mạch hai cái chở nhôm và sò này, rồi cả các cái chi tiết lằng nhằng đây rất là nhiều. Bộ mạch phân tần này các bác có thể đánh giá là hàng rất là xịn rồi. Đối với dòng này là cao cấp nhất trên thị trường và em cung cấp cửa hàng thì các bác sử dụng đều khen chất âm ra tốt này. Và từ lúc dùng bộ này thì lại chống cái tép gì rất nhiều. Đối với các bác làm sự kiện, một đôi phân tần với các bác chả đáng là cái gì mà các bác thay 4-5 lần côn thì nó quá bằng bộ phân tần luôn. Mà thay côn thì rất là tức, mỗi khi mà cứ đi làm nó lại cháy người hay cháy, mình bực mình lắm, xong lại phải đi mua côn ở chỗ này chỗ kia rất là mệt. Và một bộ mạch phun đôi chạy hai bát, hai bát V1, V2 là bát, T là đường tép, một chép kèn, đánh phun đôi bát 40 và bát 50, đánh loa 725, in là đường vào. Phân tần này cũng có chống cháy tép như bên kia thôi, cũng chở nhôm và sò, tụ của nó màu vàng. Và đặc điểm của phân tần 725 này, ZT-12 này thì nó sẽ chạy ba con chở nhôm cực to. Đấy, ra giải tiếng, cắt giải tép, giải bát cực kỳ hay luôn. Và hôm nay bên cửa hàng Tùng Nguyễn Audio review 5 loại mẫu phân tần. Các bác có nhu cầu đến sản phẩm có thể liên hệ cho em. Và em xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé.